Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục Tô Màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Trên đây mình đã là bức tranh về một chú Pokemon X rất là đẹp và có một cái lưỡi rất là dài này. Các bạn hãy cùng theo dõi quá trình của mình Tô Màu cho bức tranh về chú Pokemon này nhá. Mình sẽ tô màu xanh cho phần bộ da của chú X này. Phần tay phía bên phải này mình sẽ tô màu xanh đậm cho cái tay này nhá. Tiếp theo trước bụng thì mình sẽ tô màu xanh nhưng nhạt hơn. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ cho hai cái má của Pikachu. Tiếp theo hai cái chân của chú tay cầm sẽ tô màu đi cho hai chân này nha. Và để tô màu cho chiếc lưỡi này, mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho chiếc lưỡi của chú Pokemon này nhá.
và mình đã tô màu xong chó bức tranh về chú Pokemon X này rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu chó bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.